U23 Lào triệu tập cầu thủ từ châu Âu để đấu U23 Việt Nam. U23 Lào đang có sự chuẩn bị rất nghiêm túc để hướng đến giải U23 Đông Nam Á 2023 sắp diễn ra tại Thái Lan. U23 Lào vừa có sự bổ sung rất chất lượng cho mục tiêu cạnh tranh vị trí cao tại giải U23 Đông Nam Á 2023. Theo đó, huấn luyện viên Arena Guglielmo đã cho triệu tập cầu thủ đang thi đấu ở Pháp, Victor Ngovinaksak. Victor Ngovinaksak sinh năm 2001, cao 1,73m, anh đang chơi bóng ở Pháp, trong màu áo câu lạc bộ IS Longi, giải hạng 5 trong hệ thống bóng đá Pháp, kể từ tháng 6 năm 2023. Hậu vệ 22 tuổi trưởng thành từ đội trẻ của câu lạc bộ Monsetu và có phần lớn thời gian chơi bóng tại Pháp. Kể từ năm 2019 đến nay, Victor Ngovinaksak đã kinh qua 5 câu lạc bộ, trong đó có một đội bóng ở Mỹ là Brescia University, nửa cuối năm 2022. Victor Ngovinaksak chơi sở trường ở vị trí hậu vệ cánh phải. Vài ngày trước, anh rời Pháp để đáp chuyến bay xuống Thái Lan, nơi đội U23 Lào đang trải qua chuyến tập huấn. Sự góp mặt của hậu vệ 22 tuổi này hứa hẹn sẽ giúp cho sức mạnh của đội bóng xứ sở triệu voi gia tăng đáng kể. U23 Lào triệu tập cầu thủ từ châu Âu để đấu U23 Việt Nam, ảnh 2. Victor Ngovinaksak sở trường ở vị trí hậu vệ cánh phải. LFF. Tại giải U23 Đông Nam Á 2023, U23 Lào nằm chung bảng C với U23 Việt Nam và U23 Philippines. Ở trận ra quân, U23 Lào sẽ gặp U23 Philippines ngày 18 tháng 8. Sau đó, đội bóng của huấn luyện viên Arena Guglielmo đối đầu U23 Việt Nam vào ngày 20 tháng 8. Mục tiêu của U23 Lào là cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào bán kết với đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Trong thời gian gần đây, bóng đá trẻ của Lào có bước phát triển rất lớn. Các đội tuyển trẻ của Lào thi đấu tốt và mang lại kết quả khả quan ở những giải đấu khu vực và châu Á. Ở giải U23 Đông Nam Á 2022, U23 Lào đã vượt qua U23 Malaysia để giành tấm vé duy nhất của bảng đấu, tiến vào bán kết. Sau đó, U23 Lào đã không thể đánh bại được U23 Thái Lan ở vòng đấu dành cho 4 đội bóng mạnh nhất. Với những sự chuẩn bị hết sức nghiêm túc, từ việc thay huấn luyện viên trưởng, tận dụng nguồn lực thi đấu ở nước ngoài và trải qua tập huấn kỹ lưỡng, U23 Lào hứa hẹn sẽ đáng xem tại giải đấu sắp tới. Đội bóng của huấn luyện viên Arena Guglielmo có thể sẽ là đối trọng của U23 Việt Nam tại bảng C. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.